châm ngôn đoạn 3 Hỡi con, chớ quên sự khuyên dạy ta Lòng con khá giữ các mạng lệnh ta Vì nó sẽ thêm cho con lâu ngày Số năm mạng sống và sự bình an Sự nhấn từ và sự chân thật cho để lìa bỏ con Hãy đeo nó vào cổ Ghi nó nơi bia lòng con Như vậy trước mặt Đức Chúa Trời và loài người Con sẽ được ơn và có sự khôn ngoan thật Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Chớ khôn ngoan theo mắt mình. Hãy kính sợ Đức giê va và lìa khỏi sự ác. Như vậy cuốn rốn con sẽ được mạnh khỏe và xương cốt con được mát mẻ. Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Vậy các vừa lẫm con sẽ đầy dư dật và những thùng của con sẽ tràn rượu mới. Hỡi con, chớ khinh điều sửa phạt của Đức Giê-hô-va, chớ hiềm lòng khi Ngài quở trách. Vì Đức Giê-hô-va yêu thương ai, thì Ngài trách phạt nấy, như một người cha đối cùng con trai yêu dấu mình. Người nào tìm đặng sự khôn ngoan và được sự thông sáng, có phước thay. Vì thà được nó hơn là được tiền bạc, hoa lợi nó sanh ra tốt hơn vàng rồng sự khôn ngoan quý báu hơn châu ngọc chẳng một bữa vật nào con ưa thích mà sánh kịp nó được tay hữu nó cầm sự trường thọ còn trong tay tả có sự giàu có và vinh hiển các nẻo nó vốn là nẻo khói lạc và các lối nó cả đều bình an nó là cây sự sống cho ai nắm lấy nó người nào cầm giữ nó đều được phước hạnh đức giê va dùng sự khôn ngoan lập nên trái đất Nhờ sự thông sáng mà sắp đặt các tầng trời Do sự hiểu biết Ngài các vực sâu mở ra Và may đặt ra sương móc Hỏi con Cá gìn giữ sự khôn ngoan thật Và sự dễ dàng Chớ để nó lìa xa mắt con Thì nó sẽ là sự sống của linh hồn con Và như đồ trang sức cho cổ con Con sẽ bước đi vững vàng trong đường con Và chân con không vấp ngã Khi con nằm chẳng có điều sợ hãi. Phải, con sẽ nằm được ngủ ngon giấc. Chó sợ sự kinh khiếp xảy đến thanh linh. Cũng đừng kinh hãi lúc tàn hại dán trên kẻ ác. Vì Đức giê va là nơi nương cậy của con, Ngài sẽ gìn giữ chân con khỏi mắc bẫy. Chớ từ chối làm lành cho kẻ nào xứng đáng, miễn là tai con có quyền làm điều ấy. Nhưng bằng con có tại nơi con vật kẻ lân cận cầu xin, thì chớ nói với người rằng hãy đi và trở lại ngày mai ta sẽ cho ngươi chớ lập mưu hại kẻ lân cận con vì người ăn ở bình yên bên con nếu không có làm điều hại cho con chớ tranh giành vô cớ với ai chớ phân bì với kẻ hung dữ cũng đừng chọn lối nào của hắn vì đức Hô va gớm ghiếc kẻ gian tà nhưng cái tình bậu bạn cùng người ngay thẳng sự rủa xả của Đức giê va dán trên nhà kẻ ác, xong Ngài ban phước cho chỗ ở của người công bình. Quả thật, ngày nhạo bán cả hai nhạo bán, nhưng ngày ban ơn cho người khiêm nhường. Người công ngoan sẽ hưởng được sự vinh hiển, còn sự thăng lên của kẻ ngu dại sẽ ra điều hổ thẹn.